Chào bạn, mình tên là Thanh Vân, hiện tại mình năm nay 37 tuổi, mình ở Lĩnh Nam, Hà Nội. Sau khi sinh bé thứ ba thì mình bị cơ thể bị thừa cân béo phì và mình lên đến 71 cân. Thật sự là với cái thân hình đấy là mình không có tự tin về bản thân mình cho lắm. Sau khi sinh em bé mình bị thừa cân nhiều như thế thì cái cảm giác mặc cảm rất là tự ti với bản thân. Mình không có tự tin. Nói chung là để mà cái việc mà đưa con ra ngoài mình đi chơi hoặc là đi chung với chồng thì rất là hạn chế trong cái việc đó. Mình không có tự tin để mặc váy áo. Hoặc là chẳng hạn như bây giờ lúc đấy khi mà mình béo ấy, đơn giản là mình không bao giờ mình chụp ảnh. Đấy là mình có những cái mà mình rất là hạn chế trong việc sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả việc mà mình gần chồng thôi mình cũng không cảm thấy tự tin. Lúc đấy mình béo, mình quá già, mình không thể nào mình đi cạnh một chồng, ông chồng mà kiểu trẻ mà mình lại tự tin được. Sau khi mà mình tăng cân như thế thì cái cơ thể mình nó rất là mệt mỏi. Mình đi lên đến tầng 4 thì nó sẽ là kiểu khó thở. Và nhất là mình bị cái giãn tĩnh mạch ấy, thì mình cái giai đoạn mình chữa thì mình bị giãn tĩnh mạch, thì là cái đoạn mà mình đẻ xong nó thừa cân như thế thì việc di chuyển rất là khó khăn. Mình đi lên tầng 4 là nó mệt. Trong cái việc là mình bế con rồi làm cái công việc nhà hàng ngày ấy, nó không có được thoải mái như lúc trước. Rất là may mắn bởi vì là có cái chị hàng xóm, chị cũng đi tham gia trải nghiệm chương trình và mình thấy kết quả của chị khá tốt. Rồi chị cũng động viên mình đi. Lúc đầu là mình cũng chỉ muốn là thử xem nó như nào. Nhưng mà thật sự là khi mình mới chỉ bắt đầu là thử thì nó lại có kết quả rất là tuyệt vời. Sau khi mình thử được một tuần thì mình đã giảm được 2 cân. Đó là ngoài cái sức tưởng tượng và mong đợi của mình. Bởi vì trước đấy là mình đã áp dụng rất là nhiều biện pháp giảm cân mà nó lại không đạt hiệu quả. Như trước đấy là mình đã uống thuốc giảm cân rồi này, tập thể dục này, rồi spa này, nó đều không đạt hiệu quả. Nhưng khi mình uống thuốc giảm cân ấy là mình có giảm, nhưng mà sau khi mình ngừng thuốc giảm cân thì nó lại tăng trở lại. Cái chương trình nó rất là tốt. Khi mình tham gia áp dụng giảm cân thì mình không có phải áp dụng nhiều cái biện pháp, chẳng hạn như là mình không cần tập thể dục nhiều, mình không cần phải ăn kiêng, mình cũng không cần phải làm việc quá nhiều để mà mình giảm cái cân đấy. Mình ăn uống theo chế độ khoa học thì mình cảm thấy giảm cân là nó khỏe, lành mạnh và mình cảm thấy rất là tự tin. Nói chung là để mà các mẹ mà sau sinh mà muốn giảm cân ấy, thì áp dụng phương pháp này quá tuyệt vời. Mình có một cái bí quyết mà khi mình tham gia như này. Mình bắt đầu tham gia chương trình là khi con mình được 4 tháng. Lúc đầu thì mình rất là băn khoăn trong cái việc là mình có nên tham gia hay không nên tham gia. Nhưng mà sau khi mà mình quyết định tham gia thì mình lại thấy có một cái tuyệt vời như này. Là khi mà mình tham gia xong thì cái chất lượng sữa của mình cải thiện rất là tốt. Con mình từ lúc 4 tháng trở về trước nhá, thì rất là hay đi viện. Nhưng mà sau khi mình tham gia trải nghiệm chương trình xong thì từ lúc đấy cho đến bây giờ là trộm vía là bạn nó không được đi viện được nào. Sau 10 ngày thì mình giảm được 2 cân và đến nay mình giảm tổng thể được 15 cân. Cơ thể mình thay đổi khá là tốt. Chẳng hạn như cái việc mà mình trước đấy mình bị giãn tĩnh mạch thì nó cải thiện rất là tốt. Thứ hai nữa là cái mà mình hay đau mỏi vai gáy ấy, nó là cải thiện. Mình không còn cái hiện tượng đau mỏi vai gáy nữa. Thậm chí là những cái bộ váy áo trước khi mà mình sinh em bé thì mình bây giờ mặc nó còn bị rộng hơn lúc trước. Nhắn nhủ với lại tất cả các mẹ và các chị em, nói chung là chúng ta lúc nào cũng phải lên lên luôn luôn đẹp. Và nhất là các mẹ sinh em bé xong thì yên tâm để sử dụng yên tâm để tham gia cái chương trình này. Bởi vì là các mẹ dáng đẹp nhưng mà các con vẫn đầy đủ chất. Chất lượng sữa rất là tốt. Con mình cải thiện được cái sức đề kháng ấy. Qua cái chương trình này thì muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình rất là nhiều. Cảm ơn Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Maria đã cho mình được cơ hội tham gia, trải nghiệm và chia sẻ với lại tất cả mọi người.